Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay á, là một buổi tối khá là bận rộn cho nên là mình ăn tối hơi bị trễ. Nhà mình thì ăn hôm nay thì mình sẽ ăn cơm với vịt kho sả kèm với rau. Còn đây là cái món tráng miệng của mình. Đố các bạn đó là món gì? Cơm nếp lá cẩm đó nha, hấp dẫn chưa? Còn nữa, đây, đồ đó như thế này nè. Bào bé trà sữa, mời các bạn cùng ăn nha. Thường thì mình sẽ ăn sớm lắm nhưng mà bữa nay nhà có chí vị nên mình ăn hơi bị trễ. Giờ thì bụng mình cũng đói nữa. Hai nghề nè. Ngon lắm nha. Vịt này là vịt xiêm, không phải là vịt trắng, nên ăn rất là ngon. Đói, ăn cái gì cũng ngon. Mình biết ăn, ăn bữa tối á thì không có tốt cho sức khỏe nhưng mà mình vẫn cũng tùy vào hoàn cảnh, tùy vào trường hợp thôi. Tính chất công việc hoặc là chưa có thời gian ăn thì mình sẽ ăn bữa tối thôi. Bây giờ đang thời điểm dịch cho nên là có được một bữa ăn như thế này rất là quý. Vì là ăn buổi tối nên mình hạn chế tối đa cơm. Ăn nhiều cơm chắc mình sẽ mập lên. Thường thì khi mình quay mình sẽ ăn gì buổi trưa, hôm nào mình bận á thì mình sẽ quay buổi tối. Ngon à, biết lấy cái gì không, đáng gì á. Đây là sim nhà nuôi nè, cho nên là ăn nó đã tới cữ ăn rồi, tới lứa ăn rồi, cho nên là thịt nó hơi 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 cứng, hơi già, không có bị hôi lông.
Cái gì đây? Diếp cá ăn cực kỳ tốt cho sức khỏe, cho hệ tiêu hóa. Không biết giờ này có bạn nào chưa ăn tối với mình không? Xương cổ, mình thích nhai xương cổ thay vì nó béo béo. Mm.